27 tháng 9 2023 nha bà con. Hiện giờ là em đang ở Thăng Quời, đang lên hỗ trợ xem cái vườn mà em đang xử lý để bông lại sau khi mà cắt cành 4 mấy ngày rồi. Bữa nay thì bông nó ra rất là nhiều, những cái bông cũ thì nó đã đậu. Nghe anh nói gì đó, em ra em hỗ trợ ban đêm luôn đó bà con. Hiện giờ là mình khi mà em đi ban đêm khuya á, thì em mới trời ơi, cái đường vắng mới thấy được cái bông nó nở như thế nào để em đưa ra những cái hướng xử lý cho nó phù hợp. Thì cũng có rất nhiều vườn, nhiều anh em ở vườn ở đây lại tụ họp lại mình thăm giao lưu. Bây giờ em đang chạy cái ao con, cái đường nó vắng nè, rồi mình vô vườn của ảnh nha, quá trời vắng nè. Rồi thấy vườn thấy con mây trái nó đậu tự nhiên, mấy cái bông cũ là đậu ha. Ừ, bông cũ như đó, nó xè đó, nó xè. Cái này là anh xe rồi nè, xe rồi nó mới xè hơi vậy đó. Dạ. Cái đó có xe 1 cây 2 cây à. Mấy cái này là đậu xử lý mấy ngày rồi? Ngày nay là ngày thứ năm nè, bữa đó mình anh xịt bữa thứ bảy. Dạ. Xử lý xịt gãy phân trứng phân luôn ngày thứ bảy luôn. Ngày một làm ngày một rồi xịt luôn. Là xử lý là xử lý bài thuốc đó là năm được 5 ngày phải không? Ngày nay là 5 ngày nè, bữa nay thấy bông có lý không? Bông ra ra nhá. Bông cũng vàng vàng mà cũng như cái đậu ở cái miếng đất hoa cái đậu này nó ngủ à. Sao? Lúc nào nó đậu trái cũng không bằng ở miếng đất vô trong cả. Ừ. Do gặp hay. Nó cát hả? Nó có cát nè. Mấy này hởm cái đọt này nó chút xíu à. Ừ. Em cắt ở đây nó tồn lại với lá bập bảnh bảnh không? Ừ. Mà điểm nó dày. Dày ha. Lá nó dày lại chứ. Lá này im không? Nó đủ dưỡng chất dày. Lá gì thấy có cần thêm gì không? Không đâu, không cần liều, cái liều gan gì được rồi. Quan trọng em coi cái lượng bông nó ra thế nào để em kết hợp giữa cái việc mà anh vừa nè, bông nó ra nè. Thì bông nó Tại vì tại vì cái trường hợp của anh này nó sẽ khó đó, tại vì nó sẽ vừa dưỡng cái bông cũ mà vừa phải kích cái bông mới cho nó ra cho nó mập. Có nhánh coi kỹ lại bông nó cũng còn nhiều. Cây là thủ cũng như cái đầu trên này thủ ít nè, cây có thủ 10 mấy 20 bông. Dạ. Yeah. Còn người dưới là thủ từ 20 mấy tới 30. Dạ. Xe 20 mấy 30 bông gì chứ nó nấp chậm nhiều. Bông lá bự nè. Lá bự buổi tối là mình mà có một cái sao mà nó không chịu xè gì trơn nên mới tắt chứ. Tại vì mấy cái bông trước của anh nó bị thiếu chất mà mình mới xử lý đó. Từ từ nó mới xè. Mấy cái bông nhỏ sao đó, như mấy cái bông búp này nè, khả năng nó xè nè. Thấy à? Nó màu. Cái này bữa hổm là anh cắt rồi đúng không? Lại cái bông nó chỉ có ba lớn này nha. Cắt ngang cái đọt á. Mới 5 ngày là. 5 ngày bây giờ cái bông này nó bự nè. Ừ. Dinh dưỡng. Mấy cái bông này hổm mà có ba lớn đó. Dinh dưỡng nó ra rồi nó khác rồi. Lúc mầm bông nó ra nhóc cho này thấy không? Bông nó ra. Mà có cần tỉa nhánh gì bớt không? Không, mình để vậy đi, mình chờ nó ra. Cái khúc này thì nói chung là nó không có cần tâm nhiều. Nó ra mấy cái này nó ra bông nè, ha. Rồi mấy cái này là bông cũ đó ha. Bông cũ. Như cái này nè là nó lú mắt nè không? Cái này là. Lú mắt bông nè. Bông mà, nó ra đó. Nhưng mà nhánh này nữa nó trái bự không? Trái thì mình coi vô cái tình hình mình cho nó đậu nhiều rồi mình bỏ. Không mà ý hỏi như cái thằng đó là trái nó lớn không à? Do mình nuôi thôi. Vậy ha. Mà cái thằng này nó muốn đậu, thằng này đậu nè. Không đậu. Chưa, nó đen rồi nè, nó đang đen là nó thiếu chất đó. Đấy. Do đen là nó bị thiếu dinh dưỡng nó đen á. Chứ đủ dinh dưỡng là nó trắng tươi à. Nói chung là nó chưa có đậu, cái này ở đây là nó không có đậu. Ừ. Lâu lâu mới có thấy nó có đậu 1-2 trái thôi, nhưng mà điều nó có hiện tượng. Tại vì em nói là những cái bông khi mình xử lý cái bài thuốc nó vô đó là những cái bông mà búp nhỏ thì nó mới đậu thôi, còn những cái bông lớn là coi như bỏ. Nó ra gì là có khoảng chừng 10 bữa nữa là thu hoạch được. Thu hoạch được rồi đó. Giống như cái vườn em. Tại vì bữa đó anh cắt anh thấy nó lú nhỏ bự hơn cái này chút xíu mà mới có 5 bữa nhiêu mà nó muốn nở nữa rồi. Nó nhanh lắm, dinh dưỡng mạnh vô rồi nhanh lắm. Nhưng mà để em coi cái tình hình cái bông cũ của anh còn nó có khả năng hay không để mình thà là mình bỏ luôn. Để mình lấy mình xử lý cái bông này hình đang đậu nè. Đúng không? Cái này dai lắm. Phải đang đậu. Nó dai nha mà không biết đậu hay không á.
Tại vì những cái bông cũ em nói anh, những bông cũ đó mình đừng khỏi hy vọng đó. Tại vì nó đậu được cái nào nó đậu. Còn mình quan trọng là những cái bông mới nó ra thôi. Như cái này là cắt không? Cắt đậu không? Cái bông á không, cái bông sao nè. Bông sao này ok nè. Cái này nó đậu luôn nè, khả năng nó có khả năng đậu nè. Mà mấy thằng này nói chung là đậu mót vét thôi, anh cũng nói chung là mình thấy mình bỏ nó uổng. Ừ. Chứ... Thôi mấy con mèo. Chứ nó mấy thằng nó đậu mà hơi xa quá anh cũng không khoái. Dạ. Mấy cái bông cũ này nó ra bông nè. Từ cái bông cũ này nó ra bông nè. Nó ra nó, mà nó nhanh lắm. Em bảo đảm nó ra nhanh lắm. Cái vườn kia mới 13 ngày mà bây giờ nó búp 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 nhốt hết trơn rồi đó. Vườn dưới chung kiên. Mà cô ảnh nó hết bông hả? Hết bông luôn. Hết bông luôn ha. Cái này đậu. Cái anh không còn bông luôn hả? Như là còn cái này của anh bông còn nhiều không? À, anh gặp em là 47 với 48 ngày á là anh cắt cành là rụng hết trơn rồi. Cái này có khoảng chừng 5 bữa nữa là của anh nó à, cái này đậu nè. Xanh nè. À, đậu tự nhiên đúng không? Ừ, xanh nè. Cái này có khoảng 5 bữa nữa là của anh rụng nhiều lắm. Rụng nhiều. Tại vì bữa đó thuốc mới có xài mới có mấy bữa mà anh thấy bông nó nở nhiều. Dạ. Phân với thuốc. Nó nhanh vô, nó nhanh lắm không? Cái bông nó màu lớn á. Dạ. Vậy chứ ở trên này dợm bông dữ lắm á. À, lú ra bông. Mấy cái này là lú bông. Ừ. Okay. À, cái như khúc này đảo vô mình thấy bông nhiều hơn khúc ngoài phải không? Dạ. Bông nở nhiều hơn á. Đó. Đảo không? Dạ. Ủa vậy là này nó có hiện tượng đậu nhiều quá vậy mà anh không có thấy, anh không biết. Xanh này thì tầm 3-4 ngày nữa mới biết. 3 ngày. Yeah. Nó thường cái bông xe là thì giống như kiểu là cái bông cũ này mình xử lý xong là sẽ cái tiếp nối mấy cái bông mới lên, mấy cái bông dừa này lên. Xong rồi có những cái bông nhỏ nữa thì mình có cái lượng bông hoài vậy đó. Thì mình không có sợ hết bông. Như vậy mà. Cái này chắc nếu như mà anh quẹt khoảng là ít nhất cũng phải 4 ngày.